bao nhiêu tiền để tôi mang lên nhà chơi. Tôi có ủng hộ bạn, không phải tính nghĩ gì cả. 6 tỷ bạn ạ. Cái gì? 6 tỷ. 6 tỷ ạ? 6 tỷ mới là giật mình nhỉ? Rất vàng này ạ. Rén thế. À, đi vào thăm cây mai lớn nhất thế giới luôn. Đây, đi vào tham quan cây mai đắt nhất thế giới của cụ tổ Dát Vàng. Đinh năm tới. Đây là cụ tổ Dát Vàng mà dắt cho mình con trâu vàng này. Tổ ấn này, đấy chưa, em nhìn này. Chào anh ạ. Đẹp thế. 21 chào anh. 21 anh ơi. 21 à? Tân Đồng, Tân Đồng. Em Tân Đồng à? Tân Đồng, Tân Đồng. Ơi, chào 21. Bây giờ. Hôm qua luôn. 21. Úi giời. Cái này to nhất thế giới đấy à bạn? To nhất, hiện tại là to nhất. Cái này nhảy, cái này về bán được không? Bán được. Ồ. Cái vẻ đấy mất 1 triệu đó. Cao 3 mét đấy. Cái thân này bằng cái gì? Thân bằng đồng. Thân bằng đồng đúng bảo vàng. Giống con trâu của tôi à? Xác lập kỷ lục công ty cổ phần Rồng Vàng Việt Nam. Rồng Việt. Rồng Việt. Rồng Vàng. Ở đây có 3 cây, cây lan của nghiệp thì mai ra bạn trọng. Nhưng mà cây này của bạn mà. Đấy là cánh Dung Tây Bắc riêng bày một cái cây đào Tây Bắc này. Cây đào Tây Bắc kìa. À, ba anh em bày ba cây. Đấy. Bắc Trung. Đấy là ông trùm về Dát Vàng ở Việt Nam. Chào anh em nhá. Mà chơi với ông này tốn tiền lắm. Đậm cái gì mất tiền. Phải nhìn từ ngày anh em thấy rồi huấn ngón trâu vào làm ăn phớt không? Từ ngày có châu vàng là làm đâu thằng đấy luôn. Mua bao nhiêu biệt thự, mua bao nhiêu siêu xe. Đấy, đây là cây nhỏ hơi à? Đây là 1m8. Cây 1m8 à? Cây 80 cây mét, cây nhiều lắm. Đào. Cái này cây nhà tôi có khi hợp ấy. Hợp chứ? Đó, hợp đấy. Đây này, con trâu của tôi đây này, các ông phải mang, ông xin phép ý kiến tôi, không phải. Đấy, con này của bạn đang không? Con này con bò tài chế. Con này bò tài chính, cái này bò con. À. Đấy, cây đây là vừa tầm đấy bạn nhỉ? Đấy là cây 60. Cây này bé vừa tầm đấy. Ui dồi ôi, chơi cây này thì... Chơi cái này làm ăn năm nay chắc là lọc lắm đấy nhỉ? Bạn ấy là... Đấy là ông chủ Dát Vàng. Mà ông chủ này thì là... Nói về Dát Vàng thì hỏi cả Việt Nam ai cũng biết rồi. Tiền, sâu tiền nhiều nhưng mà sâu với bạn Huấn rồi. Tiền nhiều nhưng mà khôn quá không lớn được. Đấy. Bạn phải ngu giống tôi. Đấy. Ui, cái chợ này. Cái chợ hoa lan quá trời luôn. Chào anh nhá. Năm ngoái em bán đây rồi đúng không? Năm ngoái em vào đây như là mặt sân to như này luôn anh ạ. Ông này phải là nguyên đây đâu, có mấy điểm không? 16 điểm. Gần 20 điểm. Cái gì? Đến thời điểm này là 16 điểm anh ạ. Gần 20 điểm? Vẫn đang mở tiếp, hôm nay đang dựng như là con Xuân này. Là cho anh thông qua vào. Đây anh, đây rất nhiều các cái sản phẩm. Bên trên này thì bày lũ anh ạ. Các cái hoa nhựa. Nói thật chứ anh. Mẹ trông nhìn, trông giống như hoa nhựa nhỉ? Nói thật, nó giống như hoa nhựa nhỉ? Sao có cả màu xanh gì kia? Đây là xanh, màu này là màu độc nhất năm nay này. À, mua nhuộm mà em. Nhuộm nhưng mà nó lại được cái vật đấy. Từ gốc lên chứ không phải xịt. À. Đặc biệt là nó đi từ gốc lên, nó ăn nó dinh dưỡng luôn. Lại những cái đột biến rồi. Đột biến đấy. Có anh thì anh ra đây thì có cây nào khoảng triệu không? Triệu có anh. Triệu cũng có, 300 triệu có, 1 triệu có, thế cây là 1 triệu rồi. Mua tặng cho bạn, anh mua tặng cho bạn anh cho trọng. Cành này 1 triệu. Anh 1 triệu là đúng một cây. Đúng một cành này đúng không? 1 triệu này. 1 triệu một cành. 1 triệu này. Tức là 1 triệu cho bạn nhé. Đúng rồi. Tôi cho bạn nhé. Tôi cho bạn. Tôi tưởng 1 triệu một chậu rồi, chứ không một cành. Một chậu này. Một cành cho mình trồng 1 chậu thì là... Khuyến mại thêm 1 chậu nhá. Sao cây to đấy? Đây, xem cây này anh. Đấy, đây là ông chủ này. Sinh năm em là sinh năm 90 à? 90 mà nhìn già mõ ra 8 năm mà nhìn con phong độ này. Nhiều tiền quá, cụt quá em ạ. Chợ này bao nhiêu? Chợ này là 100 anh ạ. 100 rồi gì? Dạ, trở về bên Vinhome cho anh. Vinhome anh. Ok anh. Chốt luôn đấy.
chốt. Anh xem kỹ nhá, có không phải riêng trăm triệu có cái gì đâu mà xem này. Nhưng mà là nhá, anh mua cho anh nhá, mà sang năm anh nhiều tiền anh sẽ chia cho cả một phần. Lộc quá, lộc lộc quá. Anh yên tâm nhá, chỗ 3 tầng này. Đấy nhá, thế 3 tầng này luôn. Mọi người nhá, để ý nhá, đúng ngày 30 là cái chỗ này, ngày 23 là nó phải có mặt ở nhà tôi, đúng không? 23 chở cho anh. Ok, chăm nhỉ. Vâng, tốt rồi. Việt Nam nó là này. Không, không mặc cả.